3 ngày sau khi phát hiện thi thể nữ người mẫu Hồng Kông Thái Thiên Phượng bị sát hại, sáng ngày 27 tháng 2 năm 2023, phiên tòa sơ thẩm đầu tiên của vụ án đã thu hút sự chú ý của công chúng châu Á. 4 nghi phạm sát hại Thái Thiên Phượng được áp giải đến tòa án bằng xe chuyên dụng, bao gồm cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng, đồng thời là kẻ tình nghi cầm đầu vụ án, anh chồng, chồng và mẹ chồng cũ nạn nhân. Phiên tòa sơ thẩm được tổ chức kín đáo, các phóng viên tác nghiệp cũng không được tiếp xúc trực tiếp với các nghi phạm. Tại tòa án, chồng cũ, bố chồng cũ và anh chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị cáo buộc tội giết người và sẽ phải đối diện mức án cao nhất theo luật pháp địa phương là tù chung thân. Trong khi đó, mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng vướng vào tội danh đồng phạm che giấu vụ án. Tình nhân kém tuổi của bố chồng cũ thì bị tạm giam để điều tra. Ngoài ra, với hành động phân hủy thi thể, gia đình chồng cũ người mẫu Hồng Kông có khả năng cao sẽ bị khởi tố vì tội xâm phạm thi thể. Cả 4 nghi phạm này không được phép bảo lãnh. Trước lời buộc tội của lực lượng chức năng và những bằng chứng chắc chắn, gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Thậm chí, khi nhân viên tòa án đọc chi tiết lời buộc tội, cha chồng cũ chỉ đáp lại một cách hời hợi đã hiểu, rồi thỉnh thoảng nhìn quanh. Trong khi đó, mẹ chồng cũ luôn cúi đầu suốt phiên tòa. Cảnh sát Hồng Kông thông tin với báo giới cho biết, gia đình chồng ông Quảng từ chối trả lời về địa điểm đã vứt xác Thái Thiên Phượng. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang giáo giết tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu, bao gồm tay và thân chính. Lý giải về hành động phi tang phức tạp của hung thủ, Cao Đại Thành, bác sĩ pháp y nổi tiếng người Đài Loan, cho biết là vì các nghi phạm muốn gây khó dễ cho cơ quan chức năng trong quá trình xét nghiệm DNA. Vì không có nhiều bằng chứng cũng như việc giám định pháp y chưa được hoàn thiện, thẩm phán đã hoãn vụ án cho đến ngày 8 tháng 5. Cả 4 nghi phạm bị đưa trở lại tạm giam để tiếp tục điều tra thêm.